Xin kính chào và cảm ơn quý vị khán giả đang theo dõi tạp chí Văn hóa và Đời sống của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Tạp chí tuần này có những nội dung đáng chú ý. Trong mục Muôn mặt đời sống là loạt phóng sự tiếp nhận các lễ hội có nguồn gốc nước ngoài thế nào cho phù hợp với văn hóa Việt Nam. Mục Chuyện làng quê là câu chuyện về những chuyến xe yêu thương chở bệnh nhân nghèo miễn phí. Cuối chương trình, trong mục Nét đẹp xinh nhãn, mời quý vị gặp gỡ nghệ nhân nhân dân Thanh Nhàn. Lễ Giáng sinh hay còn được gọi với tên gọi khác là lễ Noel không chỉ là ngày lễ của đồng bào theo đạo Công giáo, mà lễ Noel đã trở thành ngày hội của đông đảo người dân trên toàn thế giới. Song không phải ai cũng hiểu rõ những ý nghĩa của ngày lễ Giáng sinh này. Lễ Giáng sinh, rất nhiều người dân ở thành phố Hưng Yên đã đổ ra đường, di chuyển về các nhà thờ để hòa mình vào không khí ngày lễ Giáng sinh của đồng bào theo đạo Công giáo, cùng thưởng thức chương trình hoan ca mừng Chúa Giáng sinh và cảm nhận không khí chào đón năm mới. Với nhiều người dân, lễ Giáng sinh còn là dịp để tặng quà cho các em nhỏ với câu chuyện về ông già Noel, hoặc là dịp để gia đình sum vầy. Em thấy mọi người tất cả đều đổ ra đường hết, không có, em thấy ít người ở nhà lắm thì bọn em cũng đi thôi. Đêm Noel là ngày mà con của Đức Chúa Trời được sinh ra để giải cứu chuộc loài người ạ. Không phải ai cũng hiểu về ý nghĩa của lễ Giáng sinh. Nhiều bạn trẻ đã từ chối trả lời câu hỏi bạn biết gì về lễ Noel của nhóm phóng viên. Với nhiều người dân thì mùa lễ Giáng sinh là thời khắc mọi người cầu mong những điều tốt đẹp, an lành, hay cùng nhau trang trí lại nhà cửa bằng nhiều vật trang trí mang màu sắc của Noel như cây thông Noel, ông sao, các gói quà, vân vân. Gọi là lễ Noel thì nó bắt nguồn từ chữ Emmanuel, có nghĩa là Thiên Chúa ở cùng chúng ta. Đây là điều mà ngôn sứ Isaiah đã loan báo về đấng cứu thế này sẽ được sinh ra bởi một người phụ nữ trước Chúa Giêsu sinh ra tới gần 8 thế kỷ. Và lễ Noel còn có tên gọi khác là lễ Giáng sinh. Trong tiếng Hán Việt, Giáng là xuống, tức là Thiên Chúa sinh xuống trần gian để ở cùng với loài người, cứu độ cho toàn thể nhân loại. Mùa Giáng sinh không chỉ là cơ hội để mỗi người tặng cho nhau những món quà hay những lời cầu chúc bình an. Hãy cùng dành cho nhau tình yêu thương, sự cảm thông và tha thứ, để sự bình an không chỉ là lời cầu chúc trên môi mà thực sự hiện diện trong cuộc sống của mỗi chúng ta. Mỗi người khi tham gia lễ Noel cần hiểu đúng về ý nghĩa của lễ Noel. Có như vậy, ngày lễ Noel mới thực sự mang lại ý nghĩa tốt lành. Thưa quý vị, việc du nhập các nền văn hóa là xu thế tất yếu khi chúng ta mở cửa, hội nhập, giao lưu văn hóa. Từ năm 2020, Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên tiếp nhận các du học sinh tới từ Lào. Nhiều hoạt động giao lưu văn hóa giữa các sinh viên Lào và Việt Nam được nhà trường tổ chức nhằm giới thiệu văn hóa Việt Nam nói chung, văn hóa Hưng Yên nói riêng tới các sinh viên Lào, đồng thời tiếp nhận văn hóa nước bạn một cách có chọn lọc. Đây là một buổi giao lưu văn hóa của sinh viên Lào và sinh viên Việt Nam tại Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên. Một hoạt động diễn ra khá thường xuyên ở ngôi trường này từ sau khi dịch Covid-19 được kiểm soát. Chủ đề hôm nay là về các lễ hội lớn trong năm. Các bạn sinh viên Lào giới thiệu về lễ hội Bun Pi Mây, té nước và thực hiện một số nghi thức như buộc chỉ cổ tay. Em ấn tượng nhất với món thả đèn hoa đăng của các bạn Lào ạ. So với Việt Nam thì đèn hoa đăng sản phẩm rất là gần gũi với Việt Nam, như được làm từ hoa lá chuối với hoa cúc ạ. Và em thấy nó tạo lên một chiếc đèn hoa đăng rất là ấn tượng và độc lạ. Em thích nhất phong tục tập quán đó chính là buộc chỉ ở cổ tay ạ. Với phong tục này thì sẽ giúp cho mọi người đoàn kết gắn bó với nhau hơn, sẽ giúp cho chúng ta tạo ra được một cộng đồng và tràn ngập tình yêu thương ạ. Những nét văn hóa của người nào thì cũng rất là tương đồng với cả văn hóa của Việt Nam. Sinh viên Việt Nam sẽ giới thiệu về những nét văn hóa độc đáo ở Việt Nam như Tết cổ truyền, các phong tục ngày Tết, văn hóa mời chầu. Em cũng tìm hiểu về văn hóa của Việt Nam mà em cũng rất là thích. Điều thích nhất của em là văn hóa Tết truyền thống của Việt Nam. Cách gói gói bánh chưng đúng không ạ, và trang phục của Việt Nam và cách chơi để thăm bố mẹ, chúc sức khỏe, chúc bạn bè. Để tổ chức các buổi giao lưu văn hóa giữa sinh viên Việt Nam và sinh viên Lào, những nội dung giao lưu sẽ được nhà trường kiểm duyệt, đảm bảo phù hợp với sinh viên và văn hóa Việt. Công tác giáo dục tư tưởng cho sinh viên được nhà trường chú trọng. Nhà trường đã xác định là tăng cường các cái hoạt động giáo dục tư tưởng và văn hóa của các nước để cho sinh viên làm quen và tiếp cận. Thế rồi bên cạnh đó thì phát huy các cái hoạt động của các cái phong trào đoàn thể của đoàn thanh niên, hội sinh viên, các cái chương trình xung kích tình nguyện. Chúng tôi cũng đã tìm hiểu về các cái nét văn hóa của các nước và cũng đã tổ chức cho các em các cái lễ hội truyền thống. Việc tổ chức các buổi giao lưu văn hóa giữa sinh viên Việt Nam và sinh viên Lào tại Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên
là cơ hội để chính các em sinh viên Việt Nam hiểu rõ hơn về văn hóa Việt, từ đó có sự chọn lọc để tiếp thu văn hóa nước bạn Lào nói riêng, văn hóa từ các nước trên thế giới nói chung. Theo thống kê của Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch, Việt Nam có khoảng 8.000 lễ hội, phần lớn là lễ hội dân gian, lễ hội lịch sử cách mạng, lễ hội tôn giáo và gần 30 lễ hội du nhập từ nước ngoài. Tuy nhiên, với số lễ hội du nhập không nhiều, nhưng các lễ hội này lại được đông đảo giới trẻ đón nhận như Noel, Valentine, Halloween. Trong số đó, có những lễ hội nhiều người trẻ lại đang tiếp nhận có phần lệch lạc, làm méo mó giá trị vốn có của những lễ hội ấy. Cuối tháng 10 vừa qua, lễ hội Halloween đã trở thành thảm họa tại Incheon, Hàn Quốc, khiến ít nhất 153 người tử vong sau vụ dẫm đạp. Sự cố đáng buồn này khiến không ít người lo ngại về cách tổ chức lễ hội này ở Việt Nam. Lễ hội có nguồn gốc từ phương Tây này đang dần được nhiều người đón nhận và có sức lan tỏa trong cộng đồng những năm gần đây. Nhiều bạn trẻ hiện nay là tiếp nhận nó một cái cách sai lệch và nó mang cái tính là theo phong trào, theo số đông. Những ngày cuối tháng 10, ở hầu khắp các tụ điểm vui chơi, hàng quán, thậm chí cả trường học đều trang trí để chào mừng lễ Halloween. Đa phần giới trẻ đều coi Halloween là ngày lễ hóa trang, họ thỏa sức sáng tạo, hóa thân thành những nhân vật rùng rợn, gợi sự liên tưởng tới ma quái. Thậm chí còn xuất hiện nhiều cách hóa trang phi văn hóa, không phù hợp với thuần phong mỹ tục của Việt Nam, như chụp ảnh cùng xác chết. Halloween mang màu sắc thương mại và mất đi ý nghĩa gốc. Vô hình chung mình đang tôn vinh cái giá trị đang ngược lại, chứ không phải là tôn vinh những cái gì tốt đẹp. Người Công giáo tôn vinh những con người phàm này. Thế nhưng mà bởi đời sống đạo đức và những nhân đức của các ngài mà giáo hội tôn phong các ngài thành những vị thánh, và muốn tôn vinh các ngài để muốn mời gọi những người tín hữu còn đang trên hành trình ở dưới dương thế này thì hãy noi theo gương các nhân đức của các ngài đấy để học theo, để cũng trở nên những vị thánh như các ngài. Bởi vì ơn gọi nên thánh là ơn gọi của tất cả mọi người Kitô hữu. Cho nên ngày lễ Halloween đáng lý phải là ngày để mà tôn vinh những điều tốt đẹp hơn là tôn vinh thế lực sự dữ như chúng ta đang thấy bây giờ. Cái du nhập nó thiếu cái sự chọn lọc. Và chính vì thiếu sự chọn lọc đâm ra là nó làm cho méo mó, lệch lạc và dẫn đến cả cái tư tưởng của giới trẻ bây giờ cũng bị lệch lạc ít nhiều. Nó không mang tính văn hóa. Đến một lúc nào đó thì cái văn hóa truyền thống của Việt Nam nó sẽ bị lớp trẻ coi nhẹ. Hiện nay, việc quản lý các lễ hội có nguồn gốc nước ngoài vẫn chưa có đủ những quy định và chế tài cụ thể. Bởi vậy, việc giáo dục đạo đức, lối sống cho thế hệ trẻ mới giúp tiếp thu có chọn lọc văn hóa nước ngoài tương thích với văn hóa Việt Nam. Việt Nam có rất nhiều những lễ hội dân gian thú vị và ý nghĩa. Bởi vậy, những lễ hội có nguồn gốc nước ngoài chỉ nên được tổ chức khi chúng ta có đủ sự hiểu biết về văn hóa và ý nghĩa giáo dục của lễ hội đó. Thưa quý vị và các bạn, với mong muốn có thể chia sẻ bớt khó khăn, giúp đỡ một phần nào gánh nặng cho những bệnh nhân nghèo và góp phần lan tỏa những việc làm tốt đẹp, nhân văn trong cuộc sống, hai năm qua, anh Đặng Việt Dũng, thôn An Triều 2, xã Liên Phương, thành phố Hưng Yên đã dành hàng chục chuyến xe miễn phí để đưa đón các bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn cần sự giúp đỡ. Đây là chuyến xe chở mẹ con chị Lê Thị Loan, xã Xuân Thiên, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa, từ bệnh viện huyết học truyền máu Trung ương về nhà. Con trai chị Loan bị ung thư máu, đã điều trị tại bệnh viện này từ tháng 7 năm 2021. Hoàn cảnh gia đình rất khó khăn, phương tiện đi lại không thuận tiện, khoảng cách từ nhà tới bệnh viện lại quá xa, nên chị Loan đã kêu gọi sự giúp đỡ trong nhóm Những Chuyến Xe Yêu Thương và đã nhận được sự giúp đỡ từ anh Dũng. Đây chỉ là một trong rất nhiều những chuyến xe mà anh Dũng đã nhận giúp đỡ và vận chuyển trong suốt thời gian qua. Con nhà em thì đi viện thì rất tốn kém, nhờ chuyến xe của tình thương của bác Dũng thì đưa mẹ con em về thì cũng đã góp một phần chi phí để cho cháu điều trị. Anh Dũng đã tham gia và là thành viên của nhóm Những Chuyến Xe Yêu Thương từ đầu năm 2021. Đây là một nhóm thiện nguyện được lập lên với mục đích nhận đưa đón miễn phí cho các bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn, cần sự giúp đỡ tại tất cả các tỉnh thành phía Bắc. Ngoài thời gian với công việc chính là một giáo viên dạy lái xe, thì mỗi khi có thời gian rảnh, anh Dũng lại vào nhóm để tìm hiểu thông tin về những hoàn cảnh bệnh nhân khó khăn và nhận giúp đỡ họ khi có thể. Từ đầu năm 2021 đến nay, anh đã nhận giúp đỡ vận chuyển, lo toàn bộ chi phí trên đường đi và dành những phần quà ý nghĩa thiết thực cho gần 20 lượt bệnh nhân, với chuyến xe xa nhất phải kể đến là chuyến đi Lào Cai với tổng hành trình gần 800 km. Chồng mình có tham gia vào đội thiện nguyện Những Chuyến Xe Mang Ý Nghĩa, thì bản thân mình và cũng như gia đình là hoàn toàn là ủng hộ anh.
Và mình cũng hy vọng rằng là khi có một cái chuyến xe nào đấy mà mình thu xếp được công việc, thời gian, mình cũng muốn tham gia cùng chồng mình, cùng tất cả các anh chị trong đội thiện nguyện để góp một phần tình cảm của mình dành cho các bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn. Thực ra tặng tiền, tặng quà thì những cái này thì rất nhiều hội và tổ chức người ta cũng đã thực hiện rồi. Nhưng mà những cái chuyến xe này mà mình sẽ được trực tiếp làm cái công việc mà mình cảm giác là chia sẻ nó sẽ có ý nghĩa hơn. Trong thời gian tới thì chắc chắn là tôi sẽ tiếp tục cái công việc như vậy, và hơn nữa là cũng muốn chia sẻ rộng rãi hơn đến nhiều người hơn. Và nếu như mà thành lập được một nhóm tại Hưng Yên này để có nhiều người tham gia hơn thì đấy là điều mà tôi đang mong muốn. Những việc làm ý nghĩa, thiết thực của anh Dũng không chỉ góp phần giảm bớt khó khăn cho những bệnh nhân nghèo, mà nó còn là sự động viên, khích lệ, giúp họ có thêm niềm tin, động lực để vượt qua bệnh tật. Không những vậy, từ những việc làm giàu tính nhân văn đó của anh cũng đã góp phần lan tỏa những việc làm tốt đẹp tới cộng đồng, xã hội. Vừa qua, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã ký ban hành các quyết định phong tặng, truy tặng danh hiệu nghệ nhân nhân dân, nghệ nhân ưu tú cho 628 nghệ nhân đã có nhiều cống hiến xuất sắc trong gìn giữ và phát huy di sản văn hóa phi vật thể của dân tộc. Nghệ nhân ca trù Đỗ Thị Thanh Nhàn, trú tại thôn Đào Đặng, xã Trung Nghĩa, thành phố Hưng Yên đã vinh dự được phong tặng danh hiệu nghệ nhân nhân dân. Trong chương trình hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng gặp gỡ và lắng nghe những chia sẻ của nghệ nhân nhân dân Đỗ Thị Thanh Nhàn. Xin chào nghệ nhân nhân dân Thanh Nhàn. Xin chào các quý vị khán giả đang theo dõi truyền hình ạ. Tình yêu với nghệ thuật ca trù của bà đã có từ bao giờ? Cái niềm đam mê ca trù của tôi từ rất là nhỏ. Tôi thì quê ở Ninh Bình. Mẹ tôi thì cũng có một cái giọng hát rất là hay. Thì từ bé bà đã hát những cái làn điệu ca trù và cũng như làn điệu hát sẩm để hát gọi tề gọi giọng ngày xưa đó. Tôi đã ngấm dần từ cái tiếng hát của mẹ. Vậy là đã yêu ca trù thì lại được xe duyên về làm dâu của đất Đào Đặng, là cái nôi của nghệ thuật ca trù truyền thống. Vậy thì cái tình yêu cũng như là cái phong cách biểu diễn ca trù của nghệ nhân nhân dân trước và sau khi đến với làng Đào Đặng có sự khác nhau như thế nào ạ? Thì ngày trước tôi ở quê Ninh Bình thì tôi chỉ biết là mẹ tôi hát ấy. Mẹ tôi bảo cái đấy là hát ca trù, tôi chỉ hiểu sơ sơ vậy thôi. Nhưng mà khi tôi được về làm dâu tại quê hương Đào Đặng, mà nơi có một cái nôi ca trù rất nhiều đời rồi, từ thế kỷ 15 đã có đào nương Đào Thị Huệ dùng tiếng hát ca trù giết giặc Minh trong cái thời kỳ đó. Cái niềm đam mê nó lại một lần nữa cháy bùng lên trong tôi. Xin nghệ nhân nhân dân có thể chia sẻ kỹ hơn về chặng đường mà mình phát triển cái bộ môn nghệ thuật ca trù. Cái ca trù nó khó lắm, mà nếu mà mình không học thì mình không thể thực hành được. Thì tôi đã tìm lên Hà Nội học ở câu lạc bộ ca trù Thái Hà. Đến năm 2012 thì tôi đã đứng lên khôi phục ca trù cho làng Đào Đặng nói riêng và cũng như Hưng Yên nói chung. Lúc ấy tôi mới biết là cái ca trù nó một cái nghệ thuật rất là kén người nghe và cũng kén người hát. Ca trù nó là một cái nghệ thuật hát sang đẹp, đẩy lên lá mía và đẩy lên não, phát ra một âm ca trù rất đặc sắc và thanh tao. Lạc đạc rừng phong hạt được một gửi một cái lời biết ơn đến quê hương Đào Đặng, đến cái lôi ca trù đã tiếp lửa cho mình thì nghệ nhân nhân dân sẽ nói lời như thế nào? Tôi vẫn cứ biết ơn khi mà tôi được về làm dâu quê hương Đào Đặng, và cũng như là nhân dân làng Đào Đặng nói riêng và cũng như là các sở ban ngành nói chung đã tạo điều kiện và giúp đỡ cho tôi rất là nhiều. Tôi chỉ mong muốn là góp sức hết mình để lưu giữ cũng như là truyền nhân lại cái nghệ thuật ca trù này. Xin được cảm ơn nghệ nhân nhân dân về buổi trò chuyện ngày hôm nay. Nội dung vừa rồi đã khép lại tạp chí Văn hóa và Đời sống tuần này của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.